Để ủng hộ kênh Thư viện Lập trình, các bạn đừng quên bấm đăng ký và bấm vào cái hình cái chuông này để bật thông báo mỗi khi kênh Thư viện Lập trình có post thêm một cái video gì mới. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thư viện Lập trình trong cái chủ đề lập trình và thiết kế website từ A tới Z. Đây là phần bài học liên quan tới ASP.NET MVC, bài học số 6. Trong nội dung bài học số 6 này chúng ta sẽ đi định nghĩa cơ bản một số vấn đề trong vấn đề phân quyền. Thì trước khi đi vào nội dung bài học thì tôi có một số vấn đề muốn trình bày cho các bạn như sau. Thì như các bạn nhìn thấy là đã một thời gian khá là lâu rồi thì tôi không có upload video gì mới trên cái kênh Thư viện Lập trình. Do có một số cái sự cố ngoài ý muốn xảy ra gần gần khoảng thời gian đó thì gần như không thể upload video gì mới. Thì để khắc phục cái chuyện đó thì từ cái video này trở đi, thì cái video này tôi vẫn sẽ upload lên trên Thư viện Lập trình này, nhưng mà cái video tiếp theo trở đi tôi sẽ chỉ upload lên trên một cái kênh mới. Tôi đã tạo một cái kênh mới tên là Thư viện Lập trình Edu. Đó. Thì các bạn có thể lên YouTube gõ Thư viện Lập trình Edu để tìm ra. Đó. Còn cái kênh cũ của tôi cũng đã đổi tên lại thành là Thư viện Lập trình Tips and Theory. Thì dự định tương lai tôi sẽ đăng nội dung khác cho kênh này. Thì nếu mọi người tiếp tục ủng hộ thì hãy vui lòng qua cái kênh mới này của tôi bấm đăng ký. Khi mà đăng ký các bạn nhớ bấm vào cái chuông để mà nhận được những cái nội dung mới. Tôi xin nhắc lại là từ video này tôi đăng từ kênh cũ lẫn kênh mới, nhưng mà từ các cái bài học trở về sau tôi sẽ chỉ đăng ở kênh mới là kênh Thư viện Lập trình Edu thôi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần bài học của chúng ta. Chúng ta sẽ đi tóm tắt qua một chút về cái nội dung của cái bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta có ba cái nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói sơ lược một chút về phân quyền là làm những cái việc gì. Thứ hai là chúng ta sẽ để tránh chúng ta hình dung quá rộng rãi thì tôi sẽ chia loại nó ra các cái đối tượng mà cần thiết để phân quyền là gồm những cái nhóm nào, những đối tượng nào. Thứ ba là tôi thực hành hay là tôi sẽ đưa ra một số cái ứng dụng thực tế trong cái vấn đề chia phân quyền này và việc thực hiện nó ở trong ASP.NET MVC như thế nào. Thì cái vấn đề số 3 này ra là cái chuyện kinh nghiệm thực tế tôi làm việc, không không phải là một cái lý thuyết gì cả, đây là kinh nghiệm thực tế một số cái ứng dụng thực tế trong cái vấn đề phân biệt mà chúng ta thường hay gặp. Thì đôi khi các bạn làm việc các bạn sẽ gặp, bạn có thể ứng dụng được. Ok, rồi chúng ta sẽ đi ngay vào cái nội dung đầu tiên. Chúng ta định nghĩa sơ sơ một chút phân biệt là làm cái gì. Thì như các bạn nhìn thấy đây là định nghĩa khá là đơn giản thôi. Phân biệt tức là chúng ta lập trình ra những cái giao diện, những tính năng và những cái cách hoạt động khác nhau dành riêng cho những cái đối tượng khác nhau. Đó, những đối tượng này là những đối tượng chưa đăng nhập hoặc là đã đăng nhập vào website của chúng ta. Để dễ hình dung ví dụ một chút, ví dụ như có một cái trang web xem phim, khi các bạn không đăng nhập thì các bạn sẽ chỉ xem được cái video chất lượng thấp, nhưng mà khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ xem được video chất lượng cao. Đó là một vấn đề, cũng là một trong những cái vấn đề liên quan tới phân quyền. Hoặc là ví dụ các bạn thấy là có tài khoản VIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3 thì VIP 1 nó sẽ có những cái nội dung khác chút so với VIP 2. VIP 2 nó sẽ có nội dung khác, lại nói ra là càng 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 khác nhau thì nó sẽ có những cái nội dung khác nhau, thì đó cũng là một cái vấn đề qua cái phân biệt cơ bản như vậy các bạn hiểu. Hoặc là thậm chí là ví dụ như các bạn đăng nhập vào trong một cái phần quản trị của website thì cái phần quản trị của website có thể các bạn có nhiều nhân viên đăng nhập vào. Ok, thì mỗi một nhân viên đương nhiên sẽ có những cái khả năng thao tác tới những cái mục tiêu, những cái đối tượng khác nhau thì đó cũng là phân quyền. Thì cơ bản là như vậy. Bây giờ tới nội dung thứ hai, chúng ta phân chia một chút như cái ví dụ mà lúc nãy tôi nói đó. Thì dựa vào cái ví dụ đó chúng ta có thể chia đối tượng phân quyền ra làm hai cái phần. Thứ nhất là chúng ta phân quyền dành cho cái phần người dùng cuối, và tôi để đó là end user, người dùng cuối. Tức là sao? Ví dụ chúng ta truy cập một cái trang web xem phim để chúng ta xem phim thì chúng ta chính là người dùng cuối. Chúng ta truy cập YouTube để chúng ta xem video, chúng ta chính là người dùng cuối. Chúng ta truy cập Instagram, chúng ta truy cập Facebook để làm gì thì chúng ta chính là người dùng cuối. Đó thì phân biệt người dùng cuối thôi, là đối với những người chưa đăng nhập hoặc là đã đăng nhập sẽ có những nội dung khác nhau, hoặc là đối với những người đã đăng nhập cũng có những nội dung khác nhau, thì đó chính là phân biệt dành cho người dùng cuối. Cái nhóm thứ hai, nhóm đối tượng này là nhóm đối tượng những người quản lý nội dung của trang web, tức là admin user. Tức là sao? Như tôi đã nói lúc nãy, chúng ta đăng nhập vào cái phần quản trị nội dung của cái trang web để mà chúng ta viết bài mới, chúng ta upload sản phẩm, chúng ta xem những cái đơn hàng, những vân vân và vân vân. Thì những cái nội dung thao tác đó sẽ có nhiều người chúng ta tạo ra nhiều tài khoản khác nhau để vào, thì mỗi một người sẽ có những cái quyền hạn khác nhau, đó chính là cái
admin user, và cái đối tượng này là đối tượng là người quản lý. Rồi, lý thuyết thì chỉ cơ bản bao nhiêu đó thôi, tôi nói nhiều cũng chỉ làm xoắn óc thôi, cũng mang lại tác dụng như nhiều, chúng ta hiểu là được, không cần phải thuộc lòng gì cả, chúng ta hiểu là được. Giờ chúng ta đi vào cái nội dung thực tiễn. Nội dung thực tiễn này chúng ta sẽ code mở ASP.NET MVC ra bằng Visual Studio, chúng ta code thực tiễn. Thì chúng ta sẽ code thực tiễn thông qua, tôi nhớ là tôi soạn là 5 năm cái ví dụ khác nhau, 5 cái ví dụ ứng dụng khác nhau. Đó là một số cái thực tế trong cái việc phân quyền mà hay gặp, và cái cách thực hiện nó ở trong ASP.NET MVC như thế nào. Bây giờ chúng ta là vấn đề đầu tiên 3.1. Vấn đề 3.1 như sau. Chúng ta thấy là cái cấu trúc của cái nội dung trang web nó không thay đổi, nhưng mà nội dung thì nó khác nhau. Cái phần này nó giống như là các bạn vào cái trang web xem phim, tất cả cái giao diện các trang cơ bản là nó giống nhau hết, nhưng mà khi các bạn đăng nhập vào á, thì nội dung nó sẽ có thêm những cái nội dung dành cho người chỉ đăng nhập đó. Thì đó là cái ví dụ này, trường hợp này tôi sẽ làm như sau. Đây là cái project, cái solution, ví dụ của từng cái bài học của chúng ta. Thì trong cái solution này, để làm cái nội dung mà chúng ta nêu ra lúc nãy, thì tôi có định nghĩa một cái table. Table tên là data lib. Thì cái table này có ba cái giá trị thôi. Nhất là cái title, thứ hai là cái picture. Picture này là cái tên của hình ảnh để mà dẫn tới cái chỗ hiển thị thôi. Thứ ba là cái VIP number của nó. Cái VIP number này có nghĩa là sao? Để tôi ví dụ cho các bạn. Ví dụ như chúng ta có tài khoản không có đăng nhập thì cái VIP number của nó là 0. Tài khoản VIP cấp 1 thì chính là VIP number của nó là 1. Tài khoản VIP cấp 2 thì cái nội dung của nó là 2. Thì ở đây tương ứng với cái data đối với đối tượng có quyền xem. Và thông thường trong cái lĩnh vực này á, thì nó có cái quy tắc như thế này. Tài khoản VIP 2 thì sẽ có quyền xem những nội dung của VIP 2, VIP 1 lẫn VIP 0. Các bạn chú ý được nghĩa này. Đó. Tài khoản VIP 1 thì sẽ xem được tài khoản nội dung của VIP 1 và VIP 0. Còn tài khoản không 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 phải tài khoản người dùng không có đăng nhập thì chỉ xem được cái nội dung liên quan tới VIP 0 thôi. Đó, thì đây là cái ý nghĩa của cái table này. Bây giờ chúng ta sẽ code nó như thế nào? Đây cái project của chúng ta. Cái project này chỉ có một cái home controller thôi. Trong home controller này có một cái action là index. Bây giờ tôi sẽ thực hiện như sau. Ở đây là lúc trước chúng ta học cái bài mà liên quan tới section, thì đây là ví dụ của nó. Nếu kiểm tra nếu mà người chưa chưa có section thì nó sẽ chuyển về cái trang login đó, còn section rồi nó sẽ hiển thị các cái view. Bây giờ tôi sẽ không có làm như vậy nữa, tôi không làm như vậy nữa nhé. Rồi ở đây tôi có một cái list, tôi sẽ khai báo là DBAO. Đây là cái phần để truy cập cái nội dung database của chúng ta. Ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ biết được người dùng có đăng nhập hay không. Và bằng cách là trước tiên thì chúng ta chưa khoan, chúng ta khai báo cái model đó. List là data model bằng, chúng ta khai báo model bằng null đi ha, tại vì chúng ta chưa có gán dữ liệu. Rồi bây giờ gán dữ liệu như thế nào? Bây giờ tôi giả dụ như bây giờ là ok, nếu người dùng có đăng nhập, tôi đặt key của nó là login đi. Tôi không biết bên đây cái đặt key bên cũ là như thế nào. Key cũ của nó là user nhé. Ok, user khác luôn. Điều này có nghĩa là người dùng này đã đăng nhập rồi. Đây có nghĩa là đã đăng nhập rồi. Còn ngược lại thì tức là chưa có đăng nhập. Ok. Đó. Bây giờ tôi sẽ xử lý chưa đăng nhập trước nha. Chúng ta không xử lý đã đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đọc model này bằng đọc DB. Chưa có khai báo cái method của nó nha các bạn. Chưa khai báo thì tôi sẽ vào trong database DB. Tôi sẽ khai báo cái method của nó. Rồi, list. Nó trả về cái danh sách kiểu data lib.
Datalist này là tên cái table nha các bạn, chứ không phải là tên cái object Datalist trong C# đâu. Đặt tên thì cũng dễ gây hiểu lầm. Rồi, get data. Rồi, cái get data này là chúng ta sẽ cần biết được chúng ta đi get data của cái VIP nào. Cho nên chúng ta đặt đây là VIP number. Ok. Rồi, chúng ta tập cái thói quen này là tất cả các cái method chúng ta đều phải comment cho nó rõ ràng. Đọc danh sách dữ liệu theo VIP number. Đó. Chúng ta tập comment rõ ràng là sau này giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Rồi, return tên cái context là gì, MyDB. Các bạn, những cái nội dung này là có trong video trước nha, chúng tôi không có giải thích thêm nha. Rồi, data data list. Cái chữ data list này như là vix vix ID data list. Các bạn chờ tôi một chút, tại sao nó không nhận ra cái data list có ở đây. À, đây có khả năng là tôi đã xóa mất cái entity của nó rồi. Nhìn nhìn. Đó, có mà, đâu có xóa đâu. Mà chờ tí nó coi có bị gì nhé. À, các bạn không bị gì cả, tại vì cái object nó thay đổi, tôi chưa có build lại cái database provider thôi. Rồi, data list. Mà cái chữ nó vẫn sai sai, kỳ đó. Data list 2, data list. Các bạn chờ tí, những cái tên này nó bị sai sót gì. Rồi tôi kiểm tra lại cái cấu trúc table coi. Cái này tôi đoán khả năng cao là do cái tên này nó trùng với cái tên dữ liệu, cái tên cấu trúc nào đó của cái entity framework. Thành ra để khắc phục chuyện này tôi sẽ đổi cái tên của cái table này lại nha. Tôi sẽ thực hiện đây luôn. Đặt tên là data list 1 luôn. Ok. Trước đó là tôi sẽ xóa cái data list. Xóa table này đi. Ok. Rồi, tôi chạy lại câu lệnh này. Bây giờ tôi sẽ phải móc nối lại data trong cho cái bảng này nha. Cái thao tác này thì tôi cũng đã chỉ các bạn trong những cái video trước rồi. Xóa hết những cái object ánh xạ của nó, sau đó tạo lại class data ideal.net entity data model add code first term db. Rồi ok, đây tôi đã có sẵn kết nối rồi, tôi chỉ cái net thôi. Chắc ID là đã ABC. Rồi, tí nó lại tạo kết nối lại nè, bỏ gì đâu. À, không, đây có rồi. Okay. Rồi. Rồi, cái đó này nó tạo ra chúng ta data list 1, data list 2, tên là đúng rồi đó. Rồi tôi sẽ build lại cái database provider này. Rồi chúng ta sẽ viết tiếp đây. À, do table tên nó đổi rồi, cho nên là không data list không còn nữa, data list 1. Rồi, đây sẽ có data list 1 đây. Rồi, cái này đúng như tôi nói là cái tên data list nó trùng tên với một cái object quan trọng ở trong cái entity framework, cho nên là nó tự động nó đổi cái chữ cái lại, cho nên là chúng ta gây hiểu lầm đó nha. Nên chúng ta đặt clear test luôn là data list 1. Rồi data list 2 như vậy nó không có bị nhầm.
Rồi, thì cái bảng table data list 1 là để thực hiện cái ví dụ 3.1 của chúng ta. Đấm. Where. Rồi chúng ta so sánh cái cột VIP number bằng với cái đầu vào VIP number. Đó, to date. Ok. Rồi chúng ta quay lại home controller và chúng ta đọc get data. Rồi, chưa có đăng nhập thì là VIP không. Đây, cái tên lúc này là data list 1. Đó. Rồi, cái phần SQL này để xử lý cái model, còn chỗ này chúng ta ghi tên cái field đưa cái model vào. Tại sao phải khai báo cái model bên ngoài này được gắn bằng null? Là tại vì nếu các bạn khai báo trong đây thì nó sẽ không không có ý nghĩa, ngoài này nó nằm trong if thì ngoài if không sử dụng được. Mình ra khai báo ngoài sau đó trong if gắn data cho nó. Rồi. Rồi cái chỗ mà ok. Rồi, chúng ta đi đến cái view của cái home này nhé. Xử lý một chút. Đây. Đây là view của cái home. Đó. Rồi, chúng ta sẽ sửa lại một tí. Ở đây chúng ta sẽ using database provider. Rồi. Rồi vậy thôi. Model là data list, data list 1. Rồi, đây là trang chủ. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ hình cái nội dung này đây. À, tới đây nội dung thì tôi làm đơn giản basic thôi nha các bạn, để chúng ta nhìn để chúng biết thôi chứ không có gì hết. Rồi, ở đây tôi sẽ khai báo một cái style, đằng lát tôi viết CSS nha. Rồi, ở dưới đây tôi sẽ lập một cái vòng lập for each, vòng lập thông qua các từng cái item của cái data list 1 list trên kia. Data in model. Rồi mỗi một lần lập ra như vậy tôi sẽ khai báo một cái bây giờ cái này item cái này để đăng lát nữa viết cái up cái CSS thôi. Rồi B đây là tiêu đề nha. Rồi data chấm title. Rồi bên dưới title là một cái hình ảnh image c bằng cái hình ảnh này tương đối nha, tôi địa chỉ cho nó là image sẽ với cái tên hình. Tên hình đó là image gọi là picture. Rồi. Cơ bản này nó tạo lập một cái dòng lập rồi nó in ra cái title và cái picture thôi. Rồi tôi sẽ code một cái CSS như sau. Item. Và item này tôi cho mặt trên tất cả đều bằng 0 nhưng mà cách bên dưới là 10, 5. Padding thì có padding bằng 10. Rồi cho nó một cái border một bezel solid màu xám. Rồi. Cho border radius nó tạo cái vùng tròn xung quanh nhìn nó đẹp nha, 10 những xem. Rồi, tôi sẽ đặt một cái rộng cho nó bằng 500 pixel. Rồi, sau đó tôi đã định nghĩa cái thẻ B. Thẻ B. Tức là tìm tất cả các cái đối tượng có lát item bên trong nó thẻ B. Rồi định nghĩa sao cái thẻ B này có margin bằng 0. Rồi, và cách cái hình bên dưới là 5 pixel thôi. Đó, padding cũng bằng 0 luôn. Rồi cho in đậm nhé, con quay bù. Rồi chữ khoảng bằng 15. Đấy, chỉ vậy thôi. Rồi, quan trọng là tấm hình. Item, image, img. Margin 0, padding 0, rồi y bằng 100%. 100% đây là 100% cái khung chứa của nó chứ không phải là cái 100% cái độ sai của tấm hình nha. Ok, chỉ vậy thôi. Và nếu mà tôi build lại rồi tôi chạy thử nó sẽ ra kết quả liền. Tại vì chúng ta chưa đăng nhập cho nên nó sẽ sử dụng cái kết quả chưa đăng nhập. À, nó có lỗi. À, lỗi này là lỗi bên cái plat login.
tại vì tôi đã xóa đi cái user này rồi, cho nên là nó sẽ bị lỗi nhé. Chỗ này tôi sẽ tạm comment lại hết, lát nữa thì sửa lại sao. Ok, comment lại hết, comment từ cái chỗ DBIO này. Đấy. Rồi, điều lại. Rồi, build xong rồi, giờ chạy thử nhé. Rồi, ok. Như là chúng ta định nghĩa là cái trong data của chúng ta chỉ có một nội dung miễn phí thôi. Đó, cho nên chúng ta xem lên đây là chúng ta thấy là nội dung miễn phí là chỉ có một nội dung. Ok, đây để làm ví dụ tôi có thể là chờ một chút. Đây tôi sẽ cho thêm một cái nội dung miễn, đây là nội dung miễn phí nhé. Ở đây không có edit trực tiếp hay được mà phải edit ở trong cái table list của nó ở trong đây. Mà thôi khỏi đi, tôi sẽ viết code tiếp theo và để chúng ta làm tiếp cái ví dụ này nghe. Đó là đối với cái người dùng đã login đó, thì như thế nào. Ok, bây giờ tôi sẽ bỏ cái này. Rồi, đó, không không có bỏ cái đó, vẫn cầm mang nó lại nha. Giả dụ như bây giờ tôi không có khai báo như để kiểm tra trong cái database mà tôi kiểm tra trực tiếp ở đây. Như là if UID bằng này là chúng ta have hai code nha các bạn, để mà phục vụ cho cái việc cái nội dung bài học này thôi. Còn trên thực tế là các bạn phải làm giống như này, giống như bài học trước. Đó. Ok. Rồi user ID bằng admin and mật khẩu bằng 3456. À, có nghĩa là lúc này là ok. À, ok thì trả về cái kết quả ok đâu rồi. Đây. Đây là cái kết quả đã về ok. Mình sẽ copy nó. Bỏ cái bóng này đi. Rồi, bản user này chúng ta gắn bằng cái gì cũng được, vẫn chắc là chúng ta không có đọc nó lên. À, có đọc nha. À, chúng ta sẽ biết nó là level 1 hay level 2. À, cho nên là chúng ta ở đây là admin 1. Đó. Thì chúng ta gắn nó là level 1. Ok. Tham ao bằng 5 minute. Rồi, đi ngược lại. Admin 2. À, thì vẫn là ok. Nhưng mà cái số này chúng ta sửa lại số 2. Còn trên thực tế cái phần mà phân cấp VIP này á, là các bạn phải khai báo bên trong cái table user nha. Thì trong cái video tới tôi sẽ làm cái này chỉnh chu hơn. Ở đây tôi đang làm cái ví dụ của cái bài học này thôi. Rồi. Còn L nó là ngược lại, cả hai cái nó đều không đúng thì nó sẽ là sai. Ok. Sai bằng error thôi. Đấy, bằng F con. Rồi nó đây trả về. Rồi, đó, build lại. Ok, build xong rồi. À, nhưng mà có vấn đề như sau. Ở đây chúng ta không có cái link nào để mà chạy qua cái trang đăng nhập cả. À, chúng ta sẽ thực hiện làm một cái link để mà có thể bay qua cái trang đăng nhập. Home index. Thì phía trên cái nội dung này, tôi sẽ làm một cái link. Chuyển sang trang login. Cái index đăng nhập của nó là cái gì? Index luôn. Login index. Rồi. Để bấm là đăng nhập. Rồi, đã F5 lại. Đấy, phía trên có chữ đăng nhập đây. Nhưng qua đó là đăng nhập. Tôi sẽ thử nha, admin 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái này thì hai code thôi, cho nên chắc chắn là bình thường. Đây nó báo lỗi như sau. Cái phần này chúng ta chưa có biết gì cả dành cho người đăng nhập này. Tôi chưa biết gì cả cho nên nó lỗi là chắc cú rồi. Ok, có gì để bàn cãi cả. Rồi, trong trường hợp đã đăng nhập thì chúng ta sẽ viết như thế nào. Đầu tiên là chúng ta lấy cái VIP number
của cái người đã đăng nhập đi, thì bên kia chúng ta gắn trực tiếp vào cái session user. Giả sử đây chúng ta chỉ việc cắt ra thôi. Ok, như này, cắt ngược lại thôi. Đó. Rồi. Rồi, sau đó chúng ta lại đọc dữ liệu thôi. Rồi lúc này đưa vào chúng ta sẽ đưa cái giá trị VIP number vào đây. À, chúng ta lại build lại. Báo lỗi. Chỗ này cái này thiếu cái dấu nhỏ. Rồi, ba success không fail. Rồi chúng ta F5 lại nhé. Thì chúng ta build lại thì chắc chắn là cái login của chúng ta đã mất rồi. Thì chúng ta sẽ phải login lại. Rồi, ok. Đây tại sao nó lại báo cái này ta? Sao chép vị trí hình. Tôi hiểu rồi. Cái tương đối này nó bị sai nha các bạn. Này có bị cái kia vậy. Ok, chỗ này để tránh trường hợp mà bị nó bị lủng củng kiểu như vậy đó, chúng ta có thể làm như nào? Request. Nếu chúng ta biết được chúng ta xài HTTP hay là HTTPS thì tốt nhất chúng ta sẽ bấm sao? Request.url. Schema. Thì cái stream này nó trả về là HTTP hay là HTTP hết. Rồi 2 chấm xịt xịt lại tới request.url chấm hot. Hot đây chính là cái domain của chúng ta. Đó. Như vậy là lúc này chúng ta sẽ ra nó không có bị sai nữa nhé. Làm lại. Cái tương đối nó tính luôn cái home này vào nó bị sai rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ bấm đăng nhập. Do tương đối nó lại bị sai cái chỗ cái link đăng nhập nha các bạn. Chúng ta sẽ copy ở chỗ này với cái chữ hot này. Rồi. Chúng ta thay cho cái dấu chấm này. Quay lại cho chắc nha. Rồi. F5 lại chờ nó load một chút. Rồi bấm đăng nhập. Đấy. Admin 1 1 2 3 4 5 6. Login. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy đây. Nội dung VIP 1, nội dung VIP 1. Nội dung giống hệt nhau. Có cái gì đó nó sai sai. Bạn chờ một tí tôi coi lại cái danh sách dữ liệu. Ảnh 2, ảnh 3. Dĩ nhiên là khác nhau mà. Đâu có giống nhau đâu. A B này cho chắc. Rồi tôi sẽ crop cái table này, tôi chạy câu lệnh này lại nha. Để tôi xem coi dữ liệu nó có đúng không. Crop. Rồi ok. Chắc 5 lại. Hai cái đều là A. Sai cái gì đó, để chờ. Các bạn chờ một tí nha, tôi kiểm tra. Tôi hiểu rồi nha các bạn. Lỗi này rất là đơn giản thôi. Bản chất là cái chúng ta viết table khá là ẩu. Cái entity gameword purpose thì nó phải yêu cầu lúc nào cái table chúng ta nó phải có cái unique ID là một cái remit key. Nếu không có remit key thì dữ liệu của nó nó sai nha các bạn. Đó. Chúng ta thiếu cái này. Thành ra là nó không bao giờ đúng. Dữ liệu nó bị sai mà sai cái kiểu sai mà chúng ta không bao giờ biết tại sao cả. Sau đó chúng ta sẽ sửa lại cấu trúc table một chút. Các bạn đợi tí tôi sửa xong rồi tôi sẽ tạm pause cái video để tôi sửa và sau đó cho tới tiếp tục nhé. Rồi ok, vấn đề được khắc phục nha các bạn. Thì giống như tôi đã nói là nội dung VIP 1 thì cái lỗi lúc nãy là do cơ bản là cái table của chúng ta nó thiếu cái remit key. Đó và tôi đã bổ sung remit key, drop table và cái vẽ lại, đồng thời tôi cũng phải vào trong database IO này tôi xóa hết liên kết lại một lần nữa cái MyDB này rồi sau đó build lại là chạy được nha các bạn. Đó. Đây, mình sẽ VIP 1 đây. Rồi, bây giờ dường như bây giờ VIP 3, VIP 2 thì sao? Để cái này chúng ta sẽ bổ sung một cái logout nha.
Login ở đây không có log out. Ok, muốn log out đơn giản, các bạn cứ build lại phát là bị sẽ bị log out kìa. Trong cái video tới nó làm chỉnh chu cái này hơn chút, tôi đang rồi F5 lại nó sẽ mất không còn login, nó sẽ chỉ nhìn thấy cái nội dung miễn phí thôi. À, hoặc là chúng ta cứ fork ra đăng nhập lại lần nữa cũng được, tự nhiên build làm gì khác. Rồi đây, nó quay lại miễn phí, bây giờ tôi sẽ đưa đăng nhập là admin ha. Đó, đây là nội dung của VIP 2. Nhưng mà thực tế cái kiểu nội dung này là sai nha các bạn. Như tôi đã nói là sao? VIP 1 xem được VIP 1 và VIP 0, VIP 2 xem được VIP 2, VIP 1 và VIP 0. Thành ra chúng ta phải sửa cái câu lệnh cái chỗ chúng ta lại chỗ này. Này, cái hàm ở trong cái DBO á, ở chỗ này thay vì bằng á, là bé hơn hoặc bằng. Đó, như vậy mới đúng nha. Rồi chúng ta lại build lại. Chúng ta có tới 5-6 cái nội dung ví dụ này. Nghe cái nội dung đầu khá là mất thời gian, nhưng mà những cái nội dung xa kết kế tiếp lại rất là nhanh nha các bạn. Ok, rồi, chúng ta F5 là rồi, đây là nội dung miễn phí, rồi đăng nhập xmin 1. Đó, thấy được VIP 1A, nội dung miễn phí và VIP 1B. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập với, à không, nó trang này, nó kiểm tra cái, trang này nó kiểm nó, cái trang đăng nhập đó, nó kiểm tra thấy có tài khoản đăng nhập thì nó sẽ không có đăng nhập, cho nên chúng ta chịu khó build lại. Rồi, chúng ta đăng nhập lại bằng tài khoản VIP 2 nha. Rồi. Admin 2 123456 login rồi, như bạn nhìn thấy là thấy được nội dung VIP 1 nè. Rồi đây là nội dung VIP 2 nè, đây là nội dung miễn phí nè, đây là nội dung VIP 1 nè. Đó, thấy được tất cả nội dung từ VIP 2 trở xuống. Ok, thì đó là ví dụ của cái phần 3.1 này là như thế. Bạn nhìn thấy được là khách vẫn like xem được nội dung phổ thông, tức là cái nội dung miễn phí. Khách đăng nhập sẽ xem được một nội dung dành tốt hơn dành cho các bên cạnh nội dung phổ thông, tức là còn cái cách sâu hơn là cách chúng ta mới vừa ví dụ là tài không đăng nhập và đăng nhập cách khác nhau thì nó cũng xem được nội dung khác nhau, chủ yếu là đăng nhập tài khoản càng biết thì xem được nội dung càng nhiều, chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo là cái phần 3.2, bản chất là cái bố cục trang không thay đổi, nội dung hơn rồi nhưng mà chất lượng nó khác nhau. Đây ví dụ thông thường các bạn như lúc nãy tôi nói là cái hình ảnh video chẳng hạn, các bạn không đăng nhập xem được cái nội dung chất lượng thấp, nhưng mà khi các bạn đăng nhập các bạn xem được nội dung có cái độ phân giải chất lượng cao. Chúng ta chỉ đi ví dụ trong cái phần này nha. Và để đáp ứng được cái nội dung ví dụ này á, thì tôi vẽ ra một cái table data list 2 như sau. Rồi thì đây là data list 2. Cái data list 2 này tôi cũng đã update sửa lại cái phần thêm cái cột unit key này rồi. Thì các bạn nhìn thấy là trong cùng cái data list này nó có cái cột là E-high quality. E-high quality có nghĩa là chất lượng cao. Đó, cái kiểu này là kiểu biết đúng hoặc sai. Vậy là cùng một nội dung nó sẽ có hai cái dữ liệu, một cái dữ liệu để chứa nội dung chất lượng thấp và một cái để chứa nội dung chất lượng cao. Và cùng một lúc chúng ta chỉ đọc một nội dung. Đó, ví dụ như cùng một cái nội dung ảnh 1 này thì chúng ta có ảnh 1 2. Thì ảnh 1 2 này là nội dung chất lượng thấp. Còn ảnh 1 0 là chất lượng cao, các bạn thấy chất lượng cao là 1, chất lượng thấp là 0. Rồi chúng ta viết điều này như thế nào? Đầu tiên là tôi sẽ viết một cái method để đọc dữ liệu trước đã nghe. Rồi, data list 2. Ok. Yep. Data 2. Rồi. Data 2 là truyền vào một cái là y 2 qua y 2 qua y tì. Đó, kiểu đó là kiểu full. Đọc danh sách dữ liệu theo chất lượng. À, chúng ta làm quen cái thái độ code của chúng ta bằng cách là bất cứ code gì chúng ta phải comment cho nó rõ ràng ra nha các bạn. Ok, return mydb
mydb.datalist2 where điều kiện chúng ta là equality bằng equality chấm list. Đó, những cái này bằng for thì sẽ đọc lên chất lượng thấp, nó bằng true nó sẽ đọc lên dữ liệu chất lượng cao vậy thôi. Rồi để tạm thời tôi sẽ cảm ơn cái đoạn này lại đoạn nội dung cũ, tôi sẽ viết đoạn nội dung mới như sau. Bạn chờ một chút nhé, tôi sẽ đưa nguyên hẳn cái này thành cái nội dung cũ luôn đó, để nguyên đó để chúng ta sẽ viết một cái nội dung mới. Tôi sẽ tạo cái list mới, tạo cái model mới, data list 2 model bằng null. Ok, vẫn là kiểm tra đăng nhập thôi. Hit session. User các null tức là có đăng nhập. Rồi cái này là không có đăng nhập. À, cái phím nó bị hỏng các bạn, gõ dễ bị dính phím. View model. Okay. Rồi nếu có đăng nhập thì model bằng db.getdata2. Có đăng nhập thì chất lượng cao nên là true. Còn không có đăng nhập thì là chất lượng thấp cho nên là thôi. Rồi ra ngoài trang index chúng ta sửa lại như sau. Cái mô đồ trở thành list của data list 2. Rồi đó cũng là data list 2. Là bản chất cái này nó cũng có title, cũng có picture giống như vậy thôi. Không biết nó có title không. À không, nó chỉ có cái picture thôi, không có title nữa các bạn. Chỉ có picture thôi. Rồi đó, chỉ sửa lại khá là nhanh. Rồi xong, chúng ta build lại. Đây chúng ta có bao nhiêu nội dung nhé, 1, 2, 3, 4 hình, 4 tấm ảnh. Và chúng ta sẽ xem trước về nội dung của chất lượng thấp của nó là như thế nào nha. Giờ chúng ta reload lại. Rồi, ok. Đây là nội dung được đánh giá là chất lượng thấp, như các bạn nhìn thấy là tôi cố tình làm cho nó vỡ ảnh ra rất là mờ các bạn, để nhìn rõ hơn thì tôi sẽ để cho cái nội dung thì nó to ra một chút nha, khoảng 800 độ bề ngang, 800 hình nó to ra dễ nhìn nha. Đây các bạn nhìn thấy nha, các bạn nhìn kỹ từng tấm hình nha. Đấy, nó bị mờ, nó bị vỡ, nó vỡ ảnh đó các bạn, do chất lượng nó thấp đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đăng nhập nha. Đăng nhập bằng admin 1 hay admin 2 cũng được cả, tại vì chúng ta chỉ cần đăng nhập thôi. Rồi đấy, thì sau khi đăng nhập các bạn quay lại, các bạn nhìn thấy đây, hình ảnh trở nên rõ nét nha, rất là rõ nét. Đấy, rõ nét lên. Đấy, thì đây là cái ví dụ của cái nội dung 3.2 về cái cách làm của nó là như vậy. Đối với hình ảnh hay đối với video cũng như vậy, nó sẽ lưu hai cái bảng khác nhau, bảng HD, cái bảng SD. Rồi khi các bạn không đăng nhập thì các bạn chỉ xem được SD thôi, còn bạn đăng nhập vào thì mới xem được HD. Tiếp đến là cái nội dung 3.3 đó, cấu trúc tài thay đổi khác nhau với tài khoản khác nhau. Ý của cái chỗ này tức là bản thân cái giao diện nó cũng khác luôn, nó không giống như nhau đó. Lấy ví dụ như thế này, quay lại cái phần code nha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một cái việc như sau. Ok, tôi sẽ gom tất cả các cái nội dung này. Bản chất ở bên trong tôi vẫn để phân chia là chưa đăng nhập thì là chất lượng thấp, đăng nhập thì là chất lượng cao. Nhưng mà cái view nó cũng thay đổi nữa, tức là nếu mà chưa đăng nhập ấy, thì do chất lượng thấp nên là cái hình tôi sẽ phân bố nó là không có giống như hôm nay, không có giống như thế này. Do đó tôi chủ yếu thay đổi đây là chủ yếu thay đổi cái setup này thôi. Để setup thay đổi kiểu như vậy làm như thế nào? Chúng ta viết là if. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể viết if section ở trên đây nha các bạn, bình thường cả. Rồi if section khác luôn.
Đó, thì chúng ta sẽ giữ lại nguyên cái thẻ tại này như thế này, không thay đổi gì cả. Ok. Đó. Ok, nhưng mà nếu mà ngược lại là chưa đăng nhập ở trên đây là đã. Trên đây là đăng nhập nha các bạn, còn dưới đây chưa đăng nhập thì tôi sẽ viết lại như sau. Ok, cái đầu rộng tối đa của hàng này, dữ liệu này chỉ có 400 thôi, và đặc biệt cái nữa là nó bị dính sát canh trái nhau nha bạn. Đó, 15 do nó canh trái nhau, không phải nó plot lép với nhau thì nó phải cách bên phải 15 pixel để chúng ta dễ nhìn. Rồi chúng ta sẽ xem thử nha. Cái nội dung này vẫn không thay đổi và tôi sẽ build lại. Rồi sau build bài sưu xếp rồi load lại. Để các bạn dễ so sánh thì tôi sẽ sau khi load lại thì tôi sẽ để giữ nguyên cái trang này, tôi bắt một cái tab mới để đăng nhập nha các bạn. Rồi đây thì đây là cái view cho cái chất lượng thấp, tại vì hình ảnh chất lượng thấp cho nên là xem nhỏ nhỏ thôi nó sẽ không thấy vỡ hình. Rồi giờ là hình ảnh chất lượng cao sẽ xem như thế nào. Rồi cái này do block bằng led mà cái phần thì nó lỡ cỡ cho nó bị dính gì nha. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập hình tab đây, còn tab này các bạn giữ nguyên nội dung để chúng ta so sánh nha. Giờ tôi sẽ đăng nhập admin 1 hay gì cũng được. Okay. Rồi đó, như bạn thấy là cái cấu trúc của cái nội dung nó cũng khá thay đổi luôn đó. Còn nội dung có thay đổi không là tùy các bạn, nhưng mà ở đây là kể cả cấu trúc cũng thay đổi luôn đó, ý là như vậy. Và là cấu trúc này cấu trúc thay đổi nhỏ nha các bạn. Trong trường hợp mà cấu trúc mà thay đổi lớn á, thì các bạn có thể làm như sau, tức là thay đổi hàng quá trời nhiều á, thì các bạn tốt nhất nên làm hai cái view khác nhau chứ không nên làm viết như thế này. Cụ thể là như sau, chúng ta sẽ không có viết theo kiểu if else như thế này nữa, mà tôi sẽ tạo thêm một cái view mới, và trong đây có index rồi phải không, và tôi sẽ copy cái index này ra cái index. Tôi gọi là index là log in, tức là index này dành cho người đã đăng nhập đó. Thì lúc đó là tôi sẽ không cần viết SQL nữa, mà tôi biết chắc là người dùng này đã đăng nhập rồi thì mới xài được cái index này. Các bạn chờ chút nhé, ra không cần SQL đây nữa, viết hẳn cái login này luôn đó. Ok, còn bên cái index bình thường này là tại tôi biết chắc chắn đây là người dùng không đăng nhập. Tôi sẽ không cần SQL này nữa mà giữ lại cái nội dung không đăng nhập đây. Đấy, bỏ cái SQL đi. Rồi, đó là bước một chuyện. Chuyện thứ hai là chúng ta phải dời câu lệnh view này vào bên trong đây. Đây là đã đăng nhập thì chúng ta phải khai báo tên của nó là index login. Ok. Còn chưa đăng nhập thì tên của nó là index thôi. Đây là đảo lộn thứ tự nha. Tên của cái view sau đó mới tới model. Đó. Bây giờ nó sẽ tự động nó gọi đúng tới cái view. Lúc đó thì các bạn cứ thoải mái định nghĩa cái view ghi, không cần phải SQL phiền phức Lusable. Trong trường hợp mà tôi đã nói là cấu trúc thay đổi thì tức nghĩa là thay đổi phải rất lớn, gần hoàn toàn khác nhau luôn, đó là hai trang hoàn toàn khác nhau. Cho dù nội dung nó giống nhau nhưng mà cái cách cơ bố cục cấu trúc nội dung nó hoàn toàn khác nhau, thì tốt nhất là chia ra làm hai view luôn và viết như thế này đó, vì tên cái view ra như thế này, cái cách viết là như thế này, và chúng ta xem cái nội dung hoàn toàn nó sẽ có cái hiệu quả tương tự như vậy thôi. Rồi build xong, giờ tôi sẽ F5 chỗ này lại. Cái nội dung nó vẫn không thay đổi gì cả, đây là nội dung chưa đăng nhập đó, nội dung. Rồi, ok. Rồi bên đây thì nội dung đã hiện cái F5 lại thì nó sẽ ra nội dung chưa đăng nhập. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập. Admin 1 456 login. Đấy, hoàn toàn không có thay đổi cái kết quả nha. Nó vẫn được ra được kết quả như mong muốn. Các bạn thấy đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần thứ tư, phần 3.4. Bây giờ nội dung tương nhau chỉ có hoặc không có một số chỗ nhỏ trong nội dung. Ví dụ chưa đăng nhập thì thấy cái khung đăng nhập, còn đã đăng nhập thì sẽ thấy cái khung chào chẳng hạn, hoặc là sao khách chưa đăng nhập thì thấy quảng cáo, còn khách đã đăng nhập thì không thấy banner quảng cáo đó, kiểu kiểu như vậy. Thì cách làm cụ thể nó cũng giống như if else lúc nãy thôi,
Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại thế nhé. Rồi bây giờ cái chỗ này là cái giao diện của cái trang chưa đăng nhập, và đây là giao diện của trang đã đăng nhập. Và chúng ta sẽ sửa đổi cái chữ đăng nhập phía trên này nhé. Bây giờ trang chưa đăng nhập thì đúng là sẽ có cái phần đăng nhập ở đây, sẽ thêm vào cho một cái thẻ bìa để cho nó không có bị lấn cấn với cái blog led của cái nội dung chính dưới nha. Đó. Còn cái phần mà đã đăng nhập thì sao? Tôi sẽ copy cái nội dung này. Đây này. Đã đăng nhập thì không cần có cái link đăng nhập nữa. Nó sẽ có một cái câu chào như thế này. In đậm luôn. Chào mừng bạn đã đăng nhập. Đó. Thì trên trên thực tế là cái câu chào mừng bạn đã đăng nhập này có thể là chào mừng bạn Trần Văn Lên đăng nhập chẳng hạn. Thì cái tên của người dùng các bạn lấy ra từ cái session, và cái session thì đọc lên từ database chứ không phải là cái kiểu mà chúng ta viết như cái login lúc nãy, do chúng ta chỉ muốn phục vụ cho cái mục đích bài học hôm nay chúng nên viết kiểu như vậy thôi. Rồi bên dưới này sẽ có một cái đăng xuất nha các bạn. Ok, cũng đặt cho một cái thẻ B đây. Thì cái link của nó tới là gốc out. Rồi đăng xuất thì đăng xuất này bằng cách là chúng ta viết bổ sung ở trong cái login này nè, thêm một cái hàm ở thêm một cái action logout. À, chúng ta có chép và giao diện của chúng ta viết action logout. Action logout cho đơn giản là chúng ta chỉ cần clear cái session đó nó đi, sau đó chúng ta chuyển về cái trang index của home. Rồi cái view này bản chất là không có tồn tại, nghĩa là không bao giờ được chạy, nhưng mà nếu mà các bạn không biết thì nó sẽ báo lỗi cho cái hàm này nó chưa bao giờ return đó. Thì mặc dù cái này nó sẽ không bao giờ được chạy nhưng mà chúng ta vẫn phải viết vào đó, nếu không nó sẽ bị sai cú pháp nha các bạn đó. Rồi ok đó, thì cái chỗ này chỉ như vậy thôi. Giả dụ như ở đây là trang dành cho người đã đăng nhập, cho nên chỗ này các bạn sẽ không viết cái phần quảng cáo vào. Còn này là người đã đăng chưa có đăng nhập thì các bạn viết quảng cáo vào. Trong trường hợp này là các bạn đã phân thành hai cái giao diện khác nhau thì nó dễ rồi. Và trong trường hợp các bạn làm chung một cái giao diện thì các bạn cứ sử dụng if else, giống như cách lúc nãy chúng ta đã viết cái phần CSS này đó, cái if đã đăng nhập thì cái nội dung gì, còn else đã đăng nhập thì nội dung gì, như vậy thôi, cùng trên một cái giao diện đó. Thì cách mà if else nó chỉ áp dụng trong một trường hợp là những cái nội dung tương đối nhỏ nhỏ thôi nha. Còn cú pháp mà nó ở cái cấu trúc nội dung mà nó sai biệt quá thì tốt nhất nên chia trang ra luôn đó, và chúng ta sẽ chạy thử lại nha. Rồi ở đây chúng ta nhìn thấy đây là nội dung của cái trang chưa đăng nhập, và chúng ta nhìn thấy chữ login đăng nhập ở đây, và chúng ta bấm vào đăng nhập nha. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập bằng admin nào cũng được. Các bạn chờ một tí nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập lên nha. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Rồi, đây các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta thấy được cái nội dung dành cho người đã đăng nhập. Đấy. Nhưng mà ở đây là có cái nội dung khác ở đây. À, chào mừng bạn đã đăng nhập và có một cái nút đăng xuất. Ok, đó, khi đăng xuất xong thì nó chuyển sang giao diện dành cho người chưa có đăng nhập. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi tới cái phần nội dung tiếp theo. Đó là nội dung 3.5, có hay không có quyền truy cập một cái nội dung. À, cụ thể đây là chúng ta như thế này, ví dụ chúng ta có tài khoản chưa đăng nhập thì chúng ta dẫn tới một cái giao diện dành cho người chưa đăng nhập. À, người đăng nhập VIP 1 thì chúng ta dẫn tới cái trang dành riêng cho người đã đăng nhập VIP 1, người đăng nhập VIP 2 thì có một cái trang dành riêng cho người đăng nhập VIP 2. Đó, và những cái người đó không có quyền truy cập lẫn nhau. Cụ thể ví dụ như VIP bằng cách nào đó thì cái người VIP 1 chẳng hạn, họ họ biết được cái link truy cập của cái trang VIP 2, họ gõ trực tiếp thì cái việc đó không thể được xảy ra. Cụ thể là như vậy. Thì cách thực hiện trong ASP.NET như sau. Đầu tiên đó là khi mà login thì chúng ta phải chuyển hướng đúng tới cái nơi cụ thể, và chúng ta phải sửa lại cái hàm login của cái login này ở đây. Đây lúc này chúng ta sẽ giả dụ như cái index lúc này chúng ta sẽ khai báo là VUAB, là đối với người đã đăng nhập đó nghe, là VIP 1, VIP 2, VIP 3 đi, thì là VUAB cộng với cái VIP của cái account, và cái VIP account phải trả về cái số là VIP. Vậy cái số IP này đó, nó phải nằm trong cái hàm có được cung cấp bằng cách ở trong cái hàm login này. Này chúng ta phải sửa lại hai cái chỗ ok. Thì cái chỗ này sẽ thêm VIP bằng 1
Ok, cái chỗ này phải thêm là VIP bằng 2. Đó, hai cái chỗ ok này thôi. Thì khi người dùng đã đăng nhập vào, nếu họ VIP 1 thì nó sẽ chuyển sang trang VIP 1, VIP 2 thì nó sẽ chuyển sang trang VIP 2. Rồi, giờ chúng ta sẽ qua cái model này. Chúng ta sẽ comment cái này lại. Và chúng ta sẽ xem cái trang index này của Home đó, chính là cái VIP 0. Thì cái VIP 0 nó sẽ không có cái VIP nào cả, chỉ return view thôi, thì nó sẽ tự động cái return view của index. À, chỗ này return chứ không phải view không. Ok. Đó. Ok. Bây giờ tôi sẽ đặt tên nó là VIP 0 luôn nha, tại vì tôi không muốn xóa cái giao diện cũ kia. Rồi ở trong cái Home này, tôi đã tạo ra sẵn ba cái view là VIP 0 này, VIP 1 và VIP 2, là tương ứng dành cho ba cái tài khoản khác nhau. Đó, thì VIP 0 là dành cho người chưa có đăng nhập. Chưa đăng nhập thì phía trên này sẽ có cái nút đăng nhập. Còn VIP 1 là dành cho người đã đăng nhập. Đó, người này là đây là nội dung dành cho VIP 1. Thì đã đăng nhập thì có câu chào mừng và cái câu đăng xuất. Và tương tự VIP 2 cũng vậy. À, nó lại có cái câu là đây là nội dung của VIP 2. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đã có được cái VIP 0 bằng cái index này rồi. Đó là người chưa đăng nhập là VIP 0. Bây giờ VIP 1 thì sao? Public action resource VIP 1. Đó. Rồi chúng ta ghi tên view. Cái tên view giống như cái tên action rồi, cho nên là chúng ta không cần khai báo nữa. Rồi chúng ta khai báo thêm cái VIP 2. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ build và chúng ta chạy thử. Rồi, build xong. Chúng ta chạy thử nha. Chúng ta F5 lại, chúng ta thấy là giao diện dành cho người chưa đăng nhập đã trở thành là cái câu thông báo, cái câu test văn bản thôi. Đây, đây là nội dung VIP 0. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập nha. Chúng ta sẽ đăng nhập thử admin 1. À, admin 2 luôn, admin 2 luôn. 2, 3, 4, 5, 6. Và nó sẽ chuyển tới trang đây là nội dung VIP 2. À. Ok, trong trường hợp này cái thằng VIP 2 nó biết nó lên truy cập VIP 0, đây là nội dung VIP 0. Đó. Đó, về bản chất cái này là vẫn được. Nhưng mà nếu mà người dùng là VIP 0 ở VIP 1 mà là truy cập trang đăng nhập VIP 2 thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập nha. Admin 1. 2 3 4 5 6. À, đây là nội dung VIP 1. Bây giờ cái ông thằng này ông biết được cái link VIP 2 ông truy cập vẫn truy cập được, như vậy nên theo lý thuyết chỗ này là sai. Thì chúng ta khắc phục chỗ nào? Khắc phục bằng cách gì? Ok, tôi làm như sau. Phía trên này phải có một cái quá trình để kiểm tra. Cụ thể là if. Đầu tiên là kiểm tra exception nha. Nếu mà user bằng null, tức là chưa có đăng nhập. Chưa có đăng nhập thì sao? Chuyển hướng sang trang đăng nhập. Cái câu lệnh chuyển hướng này tôi có copy sẵn nha. Giờ tôi sẽ dán ra thôi nha. Chuyển hướng tới cái trang login index, tức là trang đăng nhập. Còn ngược lại, thì đầu tiên là chúng ta phải đọc lên cái số VIP của cái người đang đăng nhập là cái gì. Đó, đọc lên đơn giản thôi thì cứ cách kiểu của cái session là được. User. Sau khi cách kiểu không, chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra. Chỗ này là VIP 1 thì chúng ta cái VIP này là không được bé hơn số 1. Đó, nếu mà bé hơn số 1 thì lại chuyển hướng tới cái trang ví dụ có một cái trang gọi là trang error đây chẳng hạn. Không phải là chuyển hướng tới cái không phải là Google mà là return view error đó. Vậy là chúng ta sẽ tạo thêm một cái view error đây. Đó, cái view này nó chỉ thông báo một cái là bạn không có quyền truy cập. Thông báo này bằng màu đỏ. Và trên đây nó có một cái link là cái link trở lại cái đúng với cái quyền truy cập của người đó là home vip và cái session của người đó đây. Ok. Đó. Đó. Và tương tự cái này cũng giống như dưới đây, dán lại sửa số này là số 2. Rồi chúng ta build lại. Rồi đã build xong, bây giờ chúng ta F5 lại, nó sẽ quay lại trang chưa đăng nhập. Đây là nội dung VIP 0. Đó, chờ nó xây một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đăng nhập VIP 1 nha các bạn. Admin 1. Lý do nó chuyển sang trang đăng nhập là tại vì chúng ta mới vừa bổ sung cái phần mà nếu kiểm tra session nó bằng
Không có, nó sẽ chuyển hướng trực tiếp tới trang đăng nhập luôn, chứ nó không còn quay về home được. Rồi nếu mà đăng nhập admin một thì nó chuyển tới đây là nội dung VIP một. Rồi cái trường hợp thì thằng VIP một này nó truy cập VIP hai đấy, không có quyền truy cập, bạn thấy không? Bấm trở lại là nội dung VIP một đúng của nó đó. Thì đó là nội dung của cái bài học của cái 3.5 này, và chúng ta sẽ đi tiếp nha. Nội dung tiếp theo rồi, nội dung 3.6 này là cái phần bổ trợ cho cái nội dung 3.5. Cụ thể là như sau, các bạn nhìn thấy là từng cái action các bạn có viết code kiểm tra như vậy, thì nếu lỡ các bạn viết sai thì các bạn phải sửa hết tất cả các action đó. Trong trường hợp này các bạn nên làm là các bạn nên viết thành cái action class chứ các action method, để mà thì các cái controller chỉ việc gọi lại thôi. Cụ thể trong video nó sẽ làm, cụ thể trong ASP.NET nó sẽ làm như sau. Rồi ở đây các bạn tạo ra một cái Access Controller, cái Controller tên là Access Controller thôi nha. Các bạn, tên thôi nha các bạn, ở đây là các bạn đặt tên Access Controller. Rồi các bạn phải thêm cái chữ Access lên phía trước cái chữ Class này. Rồi, cái này sẽ là bước tiếp Access Class Controller. Rồi, ok. Chỗ này nó sẽ, chúng ta chỉ cần viết cái method thôi. Rồi, booklet. Cái method này chúng ta sẽ trả về cái chuyện true là false, hoặc là không trả về cái gì hết, và bản chất là nó tự động nó chuyển luôn rồi. Chúng ta xem là void set login and permission. Ok, cái đầu vào của nó chỉ có một số thôi, là cái VIP, hay là chúng ta đặt tên là Ken bay VIP number. Chúng ta biết được cái bay kiểm tra là bạn VIP number là bao nhiêu thôi đó. Rồi chúng ta copy nguyên cái đống này, cắt luôn, không cần copy này. Gán vô đây, chỗ này trang này nó không gọi trả về kết quả gì cả, cho nên là rồi ok. Ở đây nó có return, chỗ này chúng ta sẽ không cho return luôn nha các bạn, chúng ta sẽ redirect là home return là error, còn cái action của chúng ta là error. Chúng ta có biết tìm cái action để cho việc này nó dễ hơn. Rồi cái số này chúng ta kiểm tra là số bay bit number chứ không là số cụ thể nữa. Đó, như vậy chúng ta sẽ tạo thêm cái action là error. Chỗ này chúng ta không cần viết chỗ này nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ viết một cái thêm cái action dùng chung. Public action visual error return view. Chỗ này không cần viết gì hết, chỉ như vậy thôi để cho nó return lại cái view là error này đây. Rồi. Bây giờ cái home controller này phải đổi lại là chúng ta không còn thừa kế cái controller nữa mà chúng ta thừa kế access controller. Rồi cái access controller thì nó đã thừa kế controller rồi, thì lúc này chúng ta có gọi gọi cái hàm trực tiếp này để mà xài. Chỗ này chết rồi đưa vào số 1 xong rồi, chỗ này cũng vậy chết đưa vào số 2. Đó. Giả dụ có sai cái gì, có nghĩa là chỗ này là chúng ta kiểm tra đối với những tài khoản được phép truy cập phải từ 2 trở lên. Cái này chỉ từ 1 trở lên, từ 2 trở lên, nếu có 3, 4 thì chỉ đưa vào con số thôi. Đó, và cái cách viết là như vậy. Nó sẽ dễ quản lý hơn, tại vì chúng ta có một cái chắc có một chỗ một duy nhất. Đó, và chúng ta chỉ cần vào chỗ này chúng ta sửa logic lại thôi. Giờ build lại xem cái hiệu quả nha. Rồi, F5. Rồi, nó đã quay lại trang login. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập là admin 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Đấy, vẫn hoạt động được bình thường, không có gì hết. Rồi, 2. Đấy, vẫn hiện thị ra cái nữa. Đó, nhưng cách viết nó vẫn ok, nội kết quả vẫn như chúng ta mong muốn, nhưng mà cái cách viết thì nó ok hơn. Đó, nó chuyên nghiệp hơn nha. Đó. Rồi, thì đó là nội dung số 6, cũng là nội dung cuối cùng của cái bài học ngày hôm nay. Thì trong cái nội dung của bài học tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta chọn tổ chức phân quyền trong một cái chế độ quản trị của cái trang web.
khá chỉnh chu nha, từ cái việc mà lên danh sách các cái quyền có thể thao tác, cách quản lý các cái quyền đó và cái cách để kiểm tra các cái quyền đó như thế nào cho nó chính xác. Thì nội dung bài học này tới đây đã hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn thực hành thành công. Các bạn có cái câu hỏi gì thì cứ vui lại để comment, hoặc là các bạn hãy lên cái Facebook tìm cái kiếm cái nhóm tên là Thư viện lập trình support đó. Thì các bạn đăng câu hỏi trong đó tôi sẽ trả lời. Do thời gian này tôi không có sản xuất video mới được thôi, thành ra là tôi ít khi lên trên đó. Bây giờ tôi sẽ active nhiều hơn nha các bạn. Một lần nữa là cảm ơn tất cả các bạn nha. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh mới của tôi nha.